Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình Tiểu Anh. Thì ở cái video hai video lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn những cái thông tin cơ bản nền tảng nhất về cái ví điện tử Atomic, về cái cách thức hoạt động của nó ra làm sao, cái giao diện app của nó như thế nào, và giới thiệu về team leader của cái trang này, cũng như là các cái đối tác, các nhà đầu tư của nó, và cho thấy được nó rất là tiềm năng trong hiện tại và thậm chí là trong tương lai dài. Bởi vì trong cái ví điện tử Atomic này có đến hơn 300, người ta đang thu thập, đang collect là hơn 300 những cái coin, hơn 300 coin ở trong ví này có thể trao đổi được với nhau một cách rất là thuận tiện và đơn giản cho người dùng. Thì tiếp theo hôm nay ở cái video lần này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái thông tin sâu hơn một chút, đó là về thông qua giấy trắng. Thì đầu tiên là để có thể truy cập được vào giấy trắng của Atomic thì các bạn click vào, kéo xuống cuối của cái website, main website của nó, và có ở cái mục information có white paper thì các bạn click vào white paper và nó sẽ hiện ra một cái trang giấy trắng cho các bạn. Trang giấy trắng này nó dài khoảng 37, một bản giấy trắng này nó dài khoảng 37 trang. Thì ở đây nó ở version 1.4. Ở đây thì nó có đề cập đến rất là nhiều thông tin. Đầu tiên là những cái challenge, những cái thách thức trong cái thị trường tiền điện tử này, crypto này, hay là những sản phẩm, những sản phẩm của Atomic, của cái ví điện tử Atomic này. Atomic Swap này, Atomic SDK này, Atomic Wallet Ecosystem. Thì mình ở đây mình sẽ nói qua qua một chút về thông tin của cái phần challenge này trong thị trường này, để đưa ra những cái mà cái Atomic, cái ví điện tử Atomic này có thể giúp các bạn khắc phục được những cái challenge đó. Tiếp theo là mình sẽ nói sâu qua một chút về những cái sản phẩm của cái ví điện tử Atomic này. Những cái thông tin nào mình đã đề cập ở những cái video lần trước thì mình sẽ không nói lại nữa. Cái nào thực sự quan trọng thì mình sẽ nói qua qua, nói nhắc lại một chút về Atomic Token thì hôm trước cũng đã nói rồi này. Về team ngày hôm trước mình cũng đã nói rất là sâu về đội ngũ của họ rồi. Ok, đầu tiên thì là về cái Crypto Market Challenge, có nghĩa là những cái thách thức trong cái thị trường tiền điện tử. Thì ở đây người ta có nói là cái công nghệ hỗ trợ blockchain ý, thì đang có xu hướng là dẫn đầu về cái thị trường tài chính trong tương lai. Tuy nhiên thì ngày nay nó vẫn còn những cái, vẫn còn rất là nhiều những cái trở ngại lớn cho cái sự phát triển của thị trường blockchain này. Một trong những cái trở ngại lớn nhất được ghi nhận, được quan sát, đó là vẫn còn những cái gọi là những cái niềm tin, những cái sự tin tưởng nó hướng đến một cái service, một cái dịch vụ tài chính tập trung hơn so với cái môi trường phi tập trung. Mặc dù phi tập trung bây giờ nó đang rất là phổ biến, tuy nhiên thì người dùng có vẻ prefer hơn
cái thị trường tập trung. Cái nguy cơ lưu ký của bên thứ ba nó cũng ảnh hưởng đến tính bền vững của hệ sinh thái này, mang tính dễ làm ảnh có những ảnh hưởng tiêu cực đến những cái hành động, những cái hoạt động mang lại tính bền vững cho hệ sinh thái, ảnh hưởng đến các hoạt động thao túng và điều tiết trong cái hệ thống của nó. Thì từ đó, từ những cái bất lợi, những cái thách thức như thế, thì cái ví điện tử Atomic này nó cũng được invent, được tạo ra để giúp giải quyết những cái vấn đề như vậy. Thì giải quyết triệt để các vấn đề được mô tả ở trên bằng cách giới thiệu một loạt những cái tính năng cơ bản mới trên nền tảng cho giao dịch tiền điện tử minh bạch này, không thể thay đổi được. Nền tảng cái ví điện tử này là một trong những cái nền tảng đơn giản nhất mà giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận được, sử dụng, kết nối được người mua và người bán trong khuôn khổ phi tập trung. Đây, Decentralized Framework. Thì cái ví điện tử Wallet, cái ví điện tử Atomic này cũng là một cái loại mới của trao đổi chéo blockchain phi tập trung. Đó, từ đó thì nó rất là dễ lấy được niềm tin của người dùng. Tiếp theo đây là phần tiếp theo là nó có nói về những cái sản phẩm của Atomic. Asset Management, quản lý tài sản này, Distributed Order Book, phân bổ, Atomic Swap này, Atomic SDK và một số những cái chức năng được thêm vào nữa. Đó, thì tất cả những cái thông tin này thì các bạn có thể đọc một cách chi tiết qua cái giấy trắng này. Thì nó cũng không quan trọng lắm, thế nên là mình cũng không đề cập đến nhiều. Tiếp theo thì mình sẽ nhắc về cái ecosystem, nghĩa là cái hệ điều hành, hệ sinh thái của cái ví nguyên tử Atomic này. Thì sự thành công của ví nguyên tử Atomic phụ thuộc vào sự tham gia của nhiều người dùng khác nhau. Thì họ sẽ tóm tắt một cách ngắn gọn về các vai trò chính mà người tham gia có thể làm được ở trong cái hệ sinh thái này. Nghĩa là có 5 điều mà người tham gia có thể làm khi mà tham gia vào cái hệ sinh thái Atomic này. Đầu tiên là trader, nghĩa là có thể giao dịch, trao đổi, buôn bán. Người dùng cuối cùng thì sẽ giữ này, convert, chuyển đổi và chuyển giao được các cái tài sản blockchain. Thứ hai đó là nhà phát hành tài sản blockchain, có thể làm nhà phát hành tài sản blockchain. Mọi người này, công ty này, cộng đồng này, tổ chức hoặc là một cái foundation, cơ sở phát hành mã thông minh mới, thì định cấu hình nguồn cung cấp ban đầu giá này, mặc định được cấu hình nguồn cung cấp ban đầu này, giá này, CW này, và có thể điều 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 khiển được cái và có thể quản lý được cái mã phát hành, mã thông báo
Điều này thì nó cũng bao gồm những cái người sáng tạo của Replay này, Replay Token này, có thể kết nối được bất kỳ những cái token ERC20 nào đến với cộng đồng. Tiếp theo thì người tham gia cũng có thể là Crypto World, nghĩa là nhà bán buôn ý, nhà bán buôn bán lẻ crypto. Tiếp theo là có thể là các nhà giao dịch theo dõi sổ theo thứ tự phân cấp với giá không phù hợp với một trao đổi bên ngoài, và sau đó thì khôi phục tính nhất quán về giá thông qua chênh lệch giá, kiểu như là họ có thể đầu cơ mua với giá rẻ và bán ra với giá đắt. Tiếp theo đó là nhà phát triển bên thứ ba. Thì ở đây các công ty và cá nhân có thể tạo ra các dịch vụ sử dụng tiền điện tử, ví 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 điện tử. Rồi, ok. Tiếp theo là sẽ chuyển sang phần platform. Platform là cái sàn của cái ví ví điện tử Atomic này. Thì nó hiện đang có 5 sàn chính, 5 sàn support chính. Đó là Microsoft Windows này, Max trên trên xin cái này nó được ở trên web Ubuntu này, Debian và Fedora. Đồng thời thì cũng có ba cái hình thức sàn được phát triển ở trên web này, trên mobile này và trên các hệ thống gọi là để kết nối mạng đó. Website thì có JavaScript này, mobile thì có hai hệ điều hành chính đó là iOS và Android. Ở đây thì có nhằm là gì nhỉ? Cái cổng để kết nối thì có Chrome và Firefox. Vẫn chưa có Cốc Cốc. Cốc Cốc là của Việt Nam. Tiếp theo là cái preview về cái interface của cái ví điện tử Atomic này. Nghĩa là cái khi mà mình tải về máy, như cái video hôm trước mình cũng có show cho các bạn xem về cái giao diện của nó. Những thông tin của các cái coin ở trên đó này, exchange như thế nào này, đây tất cả hơn 300 coin được thể hiện thông qua logo và tên viết tắt của nó. Đây là roadmap này. Roadmap thì buổi hôm trước, à ở cái video hôm trước thì mình cũng đã nói rồi. Tiếp theo là mình sẽ nói lại một chút về cái token của Atomic. Về token của Atomic thì nó được viết tắt là WAWC. Thì cái loại token của nó là ERC20 này. Tên đầy đủ là Atomic Wallet Coins. Số thập phân là 8, tổng cung là 100 triệu AWC. Về cung cấp tiền xu ban đầu, thì nó có phát hành mã thông báo, một hợp đồng thông minh dựa trên mạng Ethereum. Hợp đồng thông minh này đang được sử dụng rất là nhiều ở trên các cái dự án. Một hợp đồng thông minh dựa trên mạng Ethereum được viết để thực hiện hiệu quả dự án ICO nguyên tử. Vào ngày ra mắt ICO, nhóm Atomic sẽ xuất bản hợp đồng thông minh và sẽ khởi tạo việc phát hành mã AWC dựa trên Ethereum phù hợp với ERC20 theo tiêu chuẩn của nó. Thì cái hợp đồng thông minh nó sẽ hỗ trợ một vài cái
cái chức năng dưới đây. Đầu tiên này. Tiếp theo là phát hành thẻ AWC này theo standard tiêu chuẩn, và cái này là transmit, nghĩa là chuyển đổi cái mã token AWC ạ. Chức năng chính của nó là regulate định giá của token. Còn cái này là phân bổ token như thế nào thì ở cái video hôm trước thì mình cũng đã đề cập khá là sâu rồi. Và cả cái budget, nghĩa là chi phí dự trù ấy. Chi phí của nó được support cho những cái mục đích nào thì cũng đã nói ở phần trước rồi. Rồi, ok. Team này. Những cái thông tin về team hay là ban cố vấn thì cũng rất là rõ ràng ở trong này. Và ở video hôm trước thì mình cũng đã đề cập đến 5 thành viên, 5 thành viên chính ở trong cái team leader của họ.
Ok, trên đây là cái video mà review lại một chút về những cái thông tin liên quan đến Atomic thông qua cái giấy trắng của nó. Thì nếu mà các bạn thấy hữu ích thì có thể share và subscribe. Mình xin kết thúc video của mình tại đây.